Biên đạo của Đinh Công Đức. Biên đạo của Toàn Trung. Giám đốc sân khấu Vũ Hoàng Hải. Và đặc biệt, hai vị đạo chính đã tạo nên sắc màu tuổi thơ 2017. Một đêm giải trí đáng nhớ sau màn tuổi thơ 2017 sẽ là một trận thơ, sẽ là một bước chân đánh dấu những nỗ lực của những cung công ý cùng những biên đạo múa tài năng của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và khán giả đã theo dõi.